Hello, chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình lọc cổ phiếu đầu phiên. Và hôm nay là ngày mùng 10 tháng 7, là phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới. Chúc quý anh chị và các bạn có một tuần mới giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn. Và hôm nay trong cái chương trình lọc cổ phiếu đầu phiên thì Thái Lê sẽ cùng các anh chị đi hai nội dung. Thứ nhất đó là nhận định thị trường. Thứ hai đó là tìm kiếm các cơ hội có cái điểm mua. Và trong quá trình theo dõi, các anh chị hãy giúp Thái Lê ấn like và subscribe kênh anh chị nha. Tuyệt vời hơn nữa, anh chị có thể thả giúp em một quả tim ở ngay cái phần dưới comment bình luận của video này để giúp cho video có thêm nhiều cái sự lan tỏa. Rất là cảm ơn các anh chị. Như vậy thì trong phiên giao dịch ngày mùng 7 tháng 7, chúng ta cũng đã có một list danh sách khá là nhiều để tìm kiếm những điểm mua. Để tìm kiếm những cái điểm mua thì rất là nhiều cổ phiếu đã về sát, đặc biệt như VND sau khi về ở dưới cái vùng 17 thì ngay lập tức cũng đã có một cây nến rút chân. Thì chúc anh mừng anh chị đã tham gia vào cái cổ phiếu này, và cổ phiếu này các anh chị lưu ý là chúng ta chỉ mua ở trong cái nhịp thứ sáu rồi. Quan điểm của Thái Lê đó chỉ là một cái nhịp T2,5 cho đến T3 thôi. Về diễn biến của thị trường, trước khi đi vào diễn biến chi tiết thì chúng ta sẽ đi vào cái bộ lọc trước. Mùng 7 tháng 7 đúng không ạ? Mùng 7 tháng 7 này. Ấn lọc này. Ok. Về diễn biến của thị trường thì phiên chiều của ngày mùng 7 tháng 7 thị trường diễn ra rất khá là tích cực. Khi mà đã đóng cửa tăng 1,03% với thanh khoản gần 19.000 tỷ trên cả ba sàn. Đó là một trong những cái điểm rất là tích cực. Và với điểm nhấn tích cực như vậy thì diễn biến của thị trường dự kiến sẽ vẫn còn tiếp tục một cái đà tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên ở cái thời điểm hiện nay có một điểm mà anh chị nhà đầu tư của chúng ta hết sức là phải lưu ý. Đó chính là trong cái xu hướng tăng hiện nay của VN-Index thì chỉ số Hưng Phấn lại đang tiếp tục ở cái vùng cao. Đang ở vùng cao. Do đó khi Hưng Phấn cao thì cái xu hướng tăng có thể đang còn, tuy nhiên nó có thể bất ngờ xảy ra cái sự đảo chiều. Do đó cái thời điểm hiện nay các anh chị tham gia vào nắm giữ thì quan điểm của Thái Lê như xuyên suốt thời gian vừa rồi. Đó chính là các anh chị vẫn kinh doanh được, nắm giữ được ở cái mức 50% cổ phiếu, 5% tiền mặt để chúng ta đảm bảo được cái vị thế an toàn nhất. Tránh cái trường hợp đột ngột quay đầu, nhưng mà cũng không để ở trường hợp là đứng ngoài phun tiền rồi có thể bị FOMO ở những cái nhịp cuối, có thể là những cái phiên tới đây. Giai đoạn vừa rồi thì thanh khoản thị trường khá lớn nên để xảy ra những đợt giảm mạnh là không có. Nó chỉ xảy ra những cái nhịp để tạo ra sự cân bằng ở trên đồ thị ngắn hạn mà thôi. Trên đồ thị ngắn hạn. Cái chị lưu ý về cái kịch bản này, đặc biệt nhất đó là về trung hạn, thị trường của chúng ta vẫn trong một cái xu hướng tăng hướng lên cái vùng 1.200 trong cái tháng 7. Do vậy và cái điểm hỗ trợ mạnh của VN-Index đó chính là vùng 1.100. Rồi, quay trở lại về cái bộ lọc thì chúng ta cũng đã lọc xong được một list danh sách đầu tiên. Hy vọng là cái bộ lọc của đầu tuần sẽ giúp cho anh chị có được kế hoạch cho cái việc mua bán, đặc biệt nhất là trong cái giai đoạn thị trường hưng phấn này. Nếu mà không làm chủ cảm xúc, các anh chị có thể bị cuốn theo thị trường trong cái nhịp độ hưng phấn. Các anh chị lưu ý là cái chỉ số hưng phấn của ITP á, thì đây là cái chỉ báo tâm lý của những nhà đầu tư đang giao dịch ngoài kia, chứ không phải là cá nhân tâm lý của Thái Lê hay là của các anh chị trong này. Là số đông
Thì đây là một cái trong những cái chỉ báo mà ITP sử dụng, anh em ITP sử dụng khá là nhiều trên livestream cũng như là trong quá trình phân tích hỗ trợ anh chị nhà đầu tư. Chúng ta thấy về cái quá khứ của nó, đây về quá khứ mỗi lần chạm lên ở cái ngưỡng hưng phấn cao thì thị trường đều có xảy ra những cái sự điều chỉnh, nhất là cái cú điều chỉnh này thì khá mạnh. Đấy, do vậy nên là chúng ta hết sức là lưu ý nhá. Và về VN Index trong ngắn hạn thì dự kiến là đầu phiên ngày hôm nay thị trường có thể bật lên, nhưng mà dự kiến đến cuối phiên thị trường lại có trở lại một cái nhịp điều chỉnh với cái vùng hỗ trợ đó là 1130. 1130 rồi tiếp tục lại một cái đà tăng. Nếu để đánh giá trong 2 phiên tới thì dự kiến VN-Index sau khi điều chỉnh về vùng 1130 và 1131 thì tiếp tục VN-Index lại có cái đà tăng, và có thể các cái ngưỡng 1150 VN-Index có thể đạt được trong vòng 2 3 phiên tới. Tuy nhiên khi chạm về vùng này thì đây là vẫn là một cái vùng kháng cự mạnh các chị có nha. Chúng ta lưu ý về cái kịch bản này. Nên Thái Lê có khuyến nghị các anh chị mua vào giai đoạn hiện nay thì gần như tập trung những cổ phiếu, những nhóm cổ phiếu là tích lũy nền hoặc là mới tạo đáy. Còn lại một số cổ phiếu mà để giao dịch T cộng thì gần như chúng ta phụ thuộc vào tín hiệu robot hiện nay, để đưa ra cho những cái cổ phiếu có tín hiệu tốt nhất, rồi sau đó chúng ta lọc lại một lần nữa. Rồi ok này, bây giờ là đã có danh sách rồi các anh chị nhá. Không biết là có mã nào không này. Ok. TTV này, gì đây? TVN thép. Thép cuối tuần vừa rồi rất là tích cực, thì thép nó cũng là một cái nhóm mà Thái Lê khá là quan tâm và khuyến nghị anh chị nhà đầu tư của chúng ta tham gia trong cả cái nhịp vừa rồi, và tập trung nhất đó là Nam Kim. Thì hôm vừa rồi Nam Kim Hoa Sen đều tăng rất là mạnh. Rồi 6.6 6.65 mà 6. Rồi, một mã này, TVN. Sáu chấm sáu lăm, ok. CTR. CTR hôm rồi bật tăng cũng rất là đẹp này. CTR nếu có trở lại cái vùng 73 chấm 2 chúng ta có thể vào được tiếp. CTR 73.2. Nhựa Tiền Phong. Nhựa Tiền Phong đã bứt phá được qua được cái vùng cản trung hạn rồi. Rất là tốt. PR cũng rất là mạnh. PR là một cổ phiếu mà trong thời gian vừa rồi Thả Lê cũng hơi đáng tiếc cái cổ phiếu này khi nó vi phạm mất cái điểm mua, bán xử lý ở vùng này sau cái đoạn tích lũy, thì sau đó nó có cái đà tăng tốt. PR thì vẫn duy trì cái đà tăng và có thể hướng tới ở cái vùng 55. Cổ phiếu này không có thanh khoản ha. HDC. HDC là cổ phiếu hôm vừa rồi hình như chúng ta có một lọc phải không nhỉ? Chưa có. BSI nhóm chứng khoán đây cũng là một cổ phiếu chứng khoán rất là khỏe luôn. Quan điểm mà Thái Lê cổ phiếu đấy sẽ chờ có sự điều chỉnh rõ ràng hơn. Đang khá là vươn. Cổ phiếu gì đây? AAA này. AAA thì nó có một cái con tuần đây rồi, hơi hơi khó khăn. Kim khí thành phố Hồ Chí Minh. HUB thanh khoản không có. IDC cạn đây rồi. Oi Pat
Ok, BMI. BMI thì tín hiệu cũng sáng nhưng mà nó không có thanh khoản nên thôi chúng ta chấp nhận bỏ qua đi. Dược Việt Nam này. LC, LC hình như buổi trước chúng ta có đúng không? Đúng rồi. LC, như vậy là LC các anh chị đã mua rồi. Và tiếp tục thì đây vẫn đang là cái vùng mua các anh chị đánh đúng lướt T cộng nhá. Như vậy là LC là hôm trước theo như room tín hiệu là 13.7 thì nó đã có 13.75 đúng không? Chúng ta mua cái vùng chờ mua này thì cái biên của nó nên dưới 1% so với cái vùng mà đề xuất của Thái Lê ở đây. Tốt nhất là như vậy. Tài chính điện lực cổ phiếu về vùng hỗ trợ tốt nhưng mà thanh khoản chán quá. Không có thanh khoản luôn. Cổ tư công à, một cái nhóm cổ phiếu đầu tư công thì tuần vừa rồi cuối tuần tăng mạnh khi mà thông tin về sân bay Long Thành tiếp tục được media truyền thông. Thì cuối tuần vừa rồi thì Thái Lê cũng khuyến nghị các anh chị chốt lời đối với VCG khi tăng hơn 4%. Quan điểm của Thái Lê là nó đã chạm về cái vùng giá mục tiêu thì chúng ta có thể chốt lời thôi. Nhưng mà nếu mà các chị muốn mua nhóm đầu tư công thì chú ý vào cái chương trình chứng khoán cuối tuần ngày hôm qua mà Thái Lê lọc thủ công toàn bộ tất cả các ngành cũng như là các cổ phiếu ấy. Thì chương trình sáng ngày hôm qua thì có một mã của đầu tư công khá là hấp dẫn, các chị lưu ý nha. DPR Đồng Phú. À, như vậy đối với DPR chúng ta có thể tham gia mua được không? Cả ở đây. Rồi DPR các chị mua được ở vùng 59.6. Phát triển đầu tư phát triển Thành Đạt một cổ phiếu khá mới nhưng mà cái thanh khoản của nó hôm vừa rồi cũng có một cái sự đột biến lớn đây này, tăng 9,8% là HN Index à. Cổ phiếu này chúng ta chờ vài phiên nữa đi. Gimanep nhóm vận tải biển hôm vừa rồi cũng đã tăng rất là tốt. Như vậy đối với Gimanep mà có những cái vùng giá 54.5 chúng ta có thể tham gia được. ICB xấu quá ha. L Long Hầu này, Long Hầu cũng đang có tín hiệu tốt này. Long Hầu thì chúng ta tham gia được 23.4 này, 27.4 chứ. LHG 27.4, như vậy là hôm nay cũng có vẻ thiếu mã đâu nhỉ. Máy trong hồng rồi. Máy trong hồng đang rung lắc đúng không? Đánh mà để gọi là đánh trung hạn đối với máy trong hồng thì quá ổn. Nhưng mà để mà giao dịch T cộng đối với máy trong hồng thì Thái Lê nghĩ chờ khoảng tầm 1 đến 2 phiên nữa xem diễn biến của nó như thế nào. Đầu tư trung hạn là May Sông Hồng là cái cổ phiếu cực kỳ hấp dẫn. Các anh chị có thể nghĩ về cái mục tiêu 46 đấy các anh chị nha. Trung hạn. Tiếp tín nghĩa, ok, cổ phiếu này cũng đang có tín hiệu tốt, 22. Tiếp. Để lại xem lại thanh khoản ở 15 tỷ, ok, good math. TVN có rồi. VCS. VGG. VGG thì ưu tiên dành cho các anh chị đầu tư trung hạn hơn.
Bởi vì cổ phiếu này mà đánh ngắn hạn có thể các anh chị mua xong rồi nó cứ rút rác ở đây. Nhưng mà để đầu tư trung và dài hạn mã này là hấp dẫn đấy. Đó. Nhưng mà trong cái chương trình mà lọc cổ phiếu ở đây chúng ta ưu tiên là giao dịch T cộng nên là Thái Lê sẽ không khuyến nghị mọi người tham gia vào mã này. VGI. Như vậy là nhóm Viettel lúc nãy chúng ta có CTR rồi, bây giờ có thêm là VGI nữa. Xoà. Đó, mục tiêu của nó còn tít ở vùng 29 này. 29 là phải phải bao nhiêu? Hơn 15% chứ phải ít đâu. Hai mươi bốn chấm tám. VGI 24.8. Ok, như vậy cái list danh sách lọc của ngày hôm nay là hơi bị nhiều anh chị này. Đúng không? Hơi bị nhiều đó. Rồi. Chúng ta sẽ tổng hợp lại hôm nay 1 2 3 4 5 6 7 8. Có 8 mã dành cho các anh chị lựa chọn nha. Đó, đối với đông khách hàng thì Thái Lê sẽ cập nhật về cái giá chênh và giá thị trường và gửi cái list là cái bảng tổng hợp vào trong này để anh chị theo dõi. Một lần nữa kính chúc cho các anh chị chúng ta có một tuần mới và một ngày mới giao dịch thành công nha. Hẹn gặp lại các anh chị và nếu các anh chị có những cái thắc mắc hay những cái băn khoăn hãy comment ở dưới cái video này và có thể là các anh chị liên hệ trực tiếp Zalo của Thái Lê theo số điện thoại trên màn hình thì Thái Lê sẽ hỗ trợ các anh chị kiểm tra xem là cái mã của các anh chị nếu mà trên góc nhìn Ichimoku thì nó đang như thế nào để chúng ta có thêm được những cái góc nhìn khách quan hơn trong cái hành trình đầu tư. Một lần nữa rất là cảm ơn các anh chị và các anh chị hãy ấn like và ấn subscribe ủng hộ cho Thái Lê cũng như kênh YouTube của HTV. Tuyệt vời hơn nữa các anh chị có thể thả giúp em một quả tim nha. Rồi, chúc cả nhà đầu tư thành công và có một phiên giao dịch và một ngày giao dịch đầu tiên của tuần cực kỳ trọn vẹn và thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại.